Vâng thưa thầy, đây là lớp của chúng tôi, thật là vất vả cho thầy quá. Thật sự thì lớp này rất khó chịu, tại vì các bạn đều là học sinh cá biệt đến từ khắp mọi nơi trên toàn quốc. Thầy nghĩ vấn đề này thầy giải quyết được không? Tôi nghĩ là các em này tôi trị được. Tôi chỉ có một nhược điểm thôi. Vâng, nhược điểm của thầy là gì ạ? Đó là tôi nói xạo. Vui thật ra tôi cũng là học sinh cá biệt. Trời đất ơi, làm sao mà tôi chịu nổi cái lớp này đây thưa quý vị. Bây giờ không còn là chương trình tỏ tình hoàng mỹ nữa, mà là cá biệt hoàng mỹ. Trong sổ đầu bài có ghi là tuần vừa qua Thái Ngân đang anh dũng. Nó khô môi thôi cô, có gì đâu. Em sẽ được tha thứ gạch tên khỏi cái hạnh kiểm này nếu như mà em khai báo cho tôi một trong chín bạn ở đây có vấn đề. Thôi anh em mình cùng sống chết đi chung cư hả? Lên đi, kể đừng có kể cái vụ mà mình đi quýnh lộn hồi chiều nha. Chung kê dạ. Em đã như thế đó rồi, trường này quy định là học sinh phải cài đúng 6 cái cút mà em không có một cái cút nào là sao? Có cút quần này em cài rồi. Đặng Trần Nhậm em ạ. Tuy em là lớp phó kỷ luật mà em mặc áo không bao giờ đóng thùng. Em còn đang tính là đốt sổ đầu bài luôn cô ạ. Xem này, lớp trưởng Tuấn Dương này. Lớp trưởng Tuấn Dương, em thật là một người gương mẫu. Mùa hè mà em mặc tới 3 lớp áo như vậy, dạ, cái sự kín đáo đó làm cho cô rất hài lòng. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Tuần vừa qua có bạn nào quấy phá giáo viên không em? Không, các bạn ngoan lắm cô. À, nói dối. Nó che đậy là lúc nãy Thái Ngân với cả Trung Kê mới quýnh em xong. What? Nè, mày nói gì? Ai quýnh mày? À, thôi, thôi. À, dạ. Phía Ngọc Hưng. Em uống rượu à? Oh no. Dạ không ạ, em em bị ngại, em bị đỏ mặt. Bao che lẫn nhau, không có một ai nói thật cả. Gino nhỉ? Tôi tin tưởng em nhất cái lớp này. Em nghĩ là em là người ngoan nhất lớp này rồi. Em là lúc nào cũng gương mẫu luôn. Thưa cô, nhật ký của bạn nè cô. Nhật ký đời tôi, em đọc ra cho các bạn. Đâu. Nè. Ngày buồn tháng nhớ năm thương gửi cô giáo. Hả? Em gửi riêng cái cuốn đó cho cô được không? Gino, em không bao giờ làm cô thất vọng. Tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu buổi học đi nhỉ? Đưa cho cô cái cuốn sổ đó trước cái đã. Cho lúc cô đọc cái này tụi em coi đi vlog đi nha. Cảm ơn mọi người. Tải ngay app hẹn hò Wow đây để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã thấy trước mắt anh đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.